trong một bữa tiệc của nhà máy ở Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Tần Gia Minh tình cờ gặp Tạ Tuyết Mai và yêu cô gái ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cũng không có gì lạ khi Tần Gia Minh bị hút hồn vì Tạ Tuyết Mai quá xinh đẹp, tính cách dịu dàng và tốt bụng. Cô ấy là một người đẹp nổi tiếng trong vùng, được biết đến như một bông hoa ở Bản Khê. Tạ Tuyết Mai cũng rất thích chàng trai trẻ và si mê này. Nhưng cho dù Tần Gia Minh theo đuổi thế nào, Tạ Tuyết Mai vẫn không chịu đồng ý. Nhưng sau một thời gian dài theo đuổi, cuối cùng Tạ Tuyết Mai đã đồng ý. Nhưng không lâu sau, Tạ Tuyết Mai lại đề nghị chia tay, khiến Tần Gia Minh bối rối. Anh ta ép cô tự sát nếu không nói rõ lý do. Nhưng khi biết được lý do, thì vụ án tay trời lại xảy ra. Là một viên quân, anh ta giấu trong tay hơn 80 viên đạn, súng tiểu liên. Nhưng lại không có súng, nên nghĩ cách cướp súng của cảnh sát. Sát hại liên tiếp 8 người vào năm 1988. Vậy nguyên nhân vụ án ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video này nhé. Quý vị và các bạn xem, vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh, like, share cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Đêm ngày 12 tháng 2 năm 1988, khi đến giờ đổi ca, một nhóm cảnh sát đường sắt ở huyện Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh phát hiện vụ án mạng nghiêm trọng ngay gần phòng trực ban. Hai cảnh sát có vũ trang canh gác ở cầu đường sắt và một công nhân nằm trên vũng máu bị bắn chết. Hiện trường không có dấu hiệu vật lộn. Nam công nhân khi chết vẫn cầm nửa điếu thuốc lá trên tay, cho thấy ba nạn nhân có thể quen biết thủ phạm nên không phòng bị người này. Một khẩu tiểu liên bị lấy mất. Súng của cảnh sát đường sắt chỉ trang bị đạn rỗng, không gây chết người. Điều này cho thấy hung thủ dùng đạn chuẩn bị trước để giết người và cướp súng. Sáng ngày 13 tháng 2, một ngày sau án mạng, cảnh sát nhận được trình báo một nhà dân xảy ra vụ nổ súng. Tại hiện trường, thi thể ông lão nằm trước cửa, bị bắn vào ngực. Trong sân, cảnh sát tìm thấy hai thi thể nam, một trong đó bị bắn 5 phát đạn. Khi vào nhà, họ tiếp tục phát hiện hai thi thể, một nam một nữ. Chủ nhà họ Tả là người bị bắn 5 phát đạn. Một người đàn ông khác trong sân là hàng xóm. Một nam một nữ trong nhà là vợ và con trai duy nhất của ông Tả. Ông lão bị bắn trước cửa là hàng xóm ở đối diện. Sau khi xét nghiệm đạn đạo, hung khí được xác định là khẩu súng tiểu liên bị lấy mất từ viên cảnh sát đường sắt gặp nạn. Trong 2 ngày, 8 người bị bắn chết. Cảnh sát địa phương chịu áp lực lớn, phải nhanh chóng tìm ra hung thủ. Không phát hiện manh mối giá trị nào ở khu vực cầu đường sắt, họ chuyển trọng tâm điều tra sang án mạng tại nhà họ Tả. Đội điều tra phát hiện ngoài 3 thành viên bị bắn chết, nhà họ Tả còn có một con gái tên là Tả Tuyết Mai, làm công nhân tại nhà máy dược phẩm ở Bản Khê. Nhưng Mai đã biến mất sau thảm án. Để truy tìm tung tích Mai, cảnh sát điều tra các mối quan hệ xã hội của cô. Bạn cùng phòng cho biết, Mai có bạn trai tên là Tần Gia Minh, làm công nhân trong kho chứa hàng đường sắt ở Bản Khê. Suy đoán Minh có thể liên quan đến vụ sát hại cảnh sát để cướp súng. Đội điều tra lập tức tìm kiếm Minh, nhưng phát hiện mấy ngày nay anh ta không đi làm. Đồng nghiệp nhận xét Minh tính tình nóng nảy nhưng nhân phẩm tốt, chưa từng làm việc xấu, cho rằng anh ta không thể giết người. Dù vậy, việc Minh mất tích một cách trùng hợp khiến anh ta trở thành nghi phạm số 1 của vụ án. Ngày 17 tháng 2, Tào Trung Thần, nhân viên bán hàng của hợp tác xã huyện Bản Khê, đến đồn cảnh sát trình báo có bạn thân tên Tần Gia Minh thú nhận giết người và nhờ chuyển thư tuyệt mệnh dài 21 trang cho bố mẹ. Thần cho biết, sau khi nghe Minh nói đã giết 7-8 người, thấy chuyện quá nghiêm trọng và sợ bị liên lụy nên không dám bao che. Khi cảnh sát đang dốc sức truy đuổi nghi phạm, ngày 19 tháng 2, Minh và Mai bị một người bạn tên Lưu Tuấn Nghĩa bí mật báo cảnh sát đến bắt tại nhà Nghĩa. Sau khi bị bắt, Minh thú nhận đã cướp súng và giết người. Lý do là để đòi lại công bằng cho bạn gái. Theo lời khai, Mai không phải là con ruột của nhà họ Tả. Cô bị bỏ rơi từ nhỏ, được vợ chồng ông Tả nhận nuôi. Ông Tả thời trẻ là đô vật, sức lực lớn,
tính khí thất thường. Bà Tả có tiếng đánh đá, thường xuyên cãi vã với hàng xóm, thậm chí từng cầm dao đánh nhau. Nhận nuôi Mai, nhưng hai vợ chồng không đối xử tốt với cô. Mai phải làm hết việc nặng nhọc trong nhà, bị đánh đập mắng chửi, cho ăn cơm thừa, mặc quần áo cũ rách của anh trai. Thấy Mai càng lớn càng xinh đẹp, bà Tả tính toán đợi thêm vài năm cho Mai làm vợ con trai mình. Tuy nhiên, ông Tả lại thèm muốn nhan sắc của con gái nuôi. Năm Mai 16 tuổi, ông ta lợi dụng một buổi tối vợ con không có nhà để cưỡng hiếp cô. Trước sự đe dọa của ông ta, Mai không dám nói với ai. Khi thấy ông ta được nước lấn tới, cô không thể chịu đựng được nữa mới nói ra chuyện bị làm nhục cho mẹ nuôi và anh trai. Nhưng bà Tả lại chửi bới Mai thậm tệ vì cho rằng cô dụ dỗ chồng mình. Anh trai tuyên bố sẽ đánh chết cô nếu dám nói cho người khác biết. Mai cố chịu đựng sống trong nhà họ Tả thêm 2 năm. Đến khi 18 tuổi, cô xin vào làm trong nhà máy ở huyện Bản Khê, được ở ký túc xá. Tuy nhiên, bố mẹ nuôi bắt cô nộp hết tiền lương hàng tháng. Mỗi khi về nhà lại bị ông Tả tìm cơ hội quấy rối. Trong thời gian này, Mai tình cờ gặp Minh. Tuy chỉ là công nhân, vóc dáng không cao, hoàn cảnh gia đình bình thường, Minh rất đẹp trai, lại hết lòng theo đuổi Mai nên hai người thành đôi sau đó không lâu. Nhưng khi tình cảm đang mặn nồng, Mai bất ngờ đề nghị chia tay. Minh rất đau khổ, không ngừng quấy rầy Mai, thậm chí mang dao đến uy hiếp cô phải nói rõ lý do, nếu không sẽ tự sát. Mai tiết lộ bố nuôi rất tức giận khi biết cô có bạn trai, dọa giết cả hai nếu không chia tay. Biết chuyện người yêu bị cả nhà họ Tả áp bức, Minh căm hận, hứa cứu Mai khỏi bể khổ. Cảm động trước thái độ của Minh, Mai đồng ý làm hòa. Sau khi suy tính, Minh quyết định giết cả nhà bố mẹ nuôi của Mai để trút hận. Minh từng là dân quân, đã giao nộp súng nhưng vẫn giữ lại hơn 80 viên đạn. Để thực hiện kế hoạch, anh ta nghĩ ra cách cướp súng của cảnh sát đường sắt. Sau khi tan làm vào tối ngày 12 tháng 2 năm 1988, Minh đi bộ đến nơi có cảnh sát đứng gác ở cầu đường sắt. Hai cảnh sát biết Minh là công nhân ở kho hàng gần đó, nên khi anh ta bắt chuyện, mời thuốc lá thì không từ chối. Lát sau, Minh xin được thử cầm khẩu súng tiểu liên, vì trong súng chỉ có đạn rỗng, viên cảnh sát đồng ý. Không ngờ, khi cầm súng, Minh cố tình xoay người, lén thay đạn thật vào súng rồi bắn chết hai cảnh sát cùng một công nhân ở hiện trường. Về ba mạng người vô tội, Minh nói, nếu không giết họ, tôi không thể rời đi. Ngay cả khi đi được, họ cũng sẽ sớm tìm ra tôi. Tôi sẽ không thể báo thù nhà họ Tả được. Sau khi gây án, Minh đi tìm Mai, kể lại mọi chuyện cho bạn gái. Tuy thấy hành động của Minh quá cực đoan, Mai nghĩ tất cả những gì anh ta làm đều vì mình, nên không thuyết phục bạn trai ra đầu thú, thậm chí còn cùng Minh lên kế hoạch diệt trừ gia đình bố mẹ nuôi. Đêm khuya ngày 12 tháng 2, Mai dẫn Minh về nhà. Minh cầm súng xông vào, thấy vợ chồng ông Tả và một thanh niên hàng xóm đang chơi bài. Anh ta bắn chết bà Tả và người hàng xóm. Ông Tả bị bắn 3 phát vào hạ bộ, một vào ngực và một vào đầu. Những phát súng không khiến người xung quanh nghi ngờ, vì 2-3 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Mọi người chỉ nghĩ rằng trẻ con nhà ai chơi đốt pháo. Sau khi giết 3 người, Minh và Mai không vội rời đi mà trốn trong nhà, đợi đến 4 giờ sáng để sát hại anh trai Mai vừa đi uống rượu về. Khi bỏ chạy khỏi nhà, hai người bị ông lão hàng xóm dậy sớm nhìn thấy, Minh lại bóp cò. Trả thù xong, Minh bắt đầu hành trình đào tẩu cùng người yêu. Anh ta lần lượt tìm đến hai người bạn là Thần và Nghĩa, nhưng cuối cùng bị cả hai trình báo. Nghĩa còn phối hợp với cảnh sát lén lấy súng của Minh rồi chạy ra ngoài để đội điều tra xông vào bắt hung thủ. Khi bị còng tay, Minh vẫn cố bảo vệ Mai, nói cô là con tin bị anh ta bắt đi theo. Sát hại 8 người, Minh phải nhận mức án tử hình. Mai bị kết án 10 năm tù vì bao che và đồng lõa. Biết Minh bị phán xử án tử hình, Mai khóc cho rằng mình đã hại bạn trai. Dù tình yêu của Minh và Mai có như thế nào, dù có căm ghét nhà họ Tả đến đâu,
cũng không nên tước đoạt quyền sống của người khác. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Ngay từ lúc bốc đồng giết người, anh ta phải biết hành động của mình nhất định sẽ phải trả giá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo.